xin chào anh em, mình là kiên chuyên review đồng hồ chính hãng, rất vui khi được gặp lại anh em. mình là chủ kênh youtube Galaxy và bên mình chuyên review phân phối những sản phẩm đồng hồ chính hãng từ thụy sĩ như là hublot, rolex, omega, patek philippe. hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc đồng hồ corum mình vừa mới về và em này của mình sẽ là một trong những thiết kế độc đáo và rất là hiếm gặp đến từ thương hiệu corum, một chiếc đồng hồ vàng đúc 18k sử dụng thiết kế cây cầu vàng. Em này của mình sẽ với thiết kế hai kim giờ và kim phút thôi, nhưng anh em sẽ thấy được để chế tạo ra một chiếc đồng hồ thông thường nó sẽ phức tạp đến như thế nào. Nhưng với thiết kế đồng hồ này thì anh em chỉ cần một số bánh răng, một số những chi tiết là hãng đã có thể tạo ra được một chiếc đồng hồ có thể chạy hoàn hảo ở trên cổ tay của anh em rồi. Về phần size máy thì nó sẽ tương đương với một chiếc đồng hồ có size 40 mm, độ dày thì nó sẽ là 11.35 mm. Nó sẽ phù hợp với anh em có chu vi cổ tay nhỏ, cổ tay to cũng như là cổ tay vừa. Ví dụ như tay mình ở đây 15.7 cm, đeo lên tay chiếc hồ này cực kỳ là hoàn hảo. Nếu như anh em nào tay nhỏ hơn tay mình một chút thì anh em đeo vẫn được, còn anh em là tay to hơn thì anh em đeo càng đẹp. Về phần chất liệu thân vỏ thì nó sẽ được làm bằng vàng nguyên khối 18K, loại vàng hồng và anh em có thể nhìn vào mặt đằng trước, mặt đằng sau cũng như là nhìn vào phía bên hông của chiếc đồng hồ để chiêm ngưỡng bộ máy phía bên trong. Ở đây thì mình sẽ có được một thiết kế đồng hồ sử dụng phong cách lên cót bằng tay và phần núm của chiếc đồng hồ thì hãng sẽ thiết kế ở đây. Anh em có thể lên cót bằng tay dành cho thiết kế đồng hồ này. Và với những chiếc đồng hồ lên cót bằng tay thì mỗi lần anh em đeo thì anh em đều phải lên cót cho nó anh em nhé. Nó sẽ chữ cót được một khoảng thời gian là 40 giờ với thiết kế đồng hồ này. Bộ máy sử dụng phía bên trong chiếc đồng hồ thì sẽ là caliber C0113 với tần số dao động là 28.819 chân kính. Những thiết kế mà nó có ít chi tiết như thế này thì số lượng chân kính hãng cũng sẽ giảm đi rất là nhiều anh em ạ. À. Và với phần thiết kế lên con bằng tay thì hãng cũng sẽ không có được phần rotor ở phía bên trong của chiếc đồng hồ này. Rotor thì nó chỉ dành cho những thiết kế đồng hồ có thể lên cót chạy tự động mà thôi anh em nhé. Ở phía bên trong cây cầu vàng này thì là hãng sẽ sử dụng dòng chữ Corum ở đây. Ở đằng sau đấy thì mình sẽ có được một số những chuyện chứng nhận vàng đúc như là 18K, 750 cân tiểu ly cân tiểu ly đầu chói bắc na còn bên này thì sẽ là siri với phiên bản này thì anh em sẽ chỉ có được 600 chiếc ở trên toàn cầu mà thôi dây thì sẽ là dây xa khóa thì cũng sẽ là khóa cài được làm bằng vàng đúc bây giờ thì mình sẽ trên tay để anh em xem thử rất là độc lạ rất là độc đáo với thiết kế đồng hồ này nếu như anh em lấy new tại hãng thì anh em sẽ phải bỏ ra với mức giá rất là cao lên đến 706 triệu còn hiện tại thì mình đang có sẵn một em lướt với đầy đủ hộp sổ phụ kiện đi kèm theo mình giao lưu chỉ loanh quanh là 315 triệu mà thôi anh em nhé thì anh em nào mà quan tâm về thiết kế độc lạ độc đáo này thì anh em có thể nhắn tin gọi điện trò chuyện với mình qua số điện thoại hotline 097 393 3873 mình có nhận Zalo được các tất cả những dòng máy đồng hồ luxury chính hãng và anh em có thể kết bạn với mình qua Zalo qua Facebook để cập nhật thêm những mẫu đồng hồ mới hoặc cần tư vấn bất cứ điều gì thì anh em cứ thoải mái nhắn tin gọi điện trao đổi với mình cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo xin chào quý anh chị em